Em lại về thêm một mẫu xe Nhật giá rất hợp lý cho các bác nhé. Đời cao 2015 bản đủ. Đấy, chiếc xe này thì máy móc vẫn còn nguyên bản các bác nhá. Máy gầm đây em đang test đây. Máy gầm cực chất luôn các bác nhá. Máy gầm con này rất là ngon luôn. Đấy, chạy chắc lịch luôn. Đây, màn hình cam đùi cam hành trình đầy đủ các bác này. Đấy, một chiếc sedan phân khúc B thôi nhưng mà nội thất quá là rộng luôn. Đấy, rộng nhất phân khúc B nhá. Bây giờ em sẽ review qua phần ngoại thất bên ngoài cho các bác xem. Đây. Đấy, sơn xi màu xanh này. Đấy. Tên tư nhân nhá. Đăng kiểm đến tận tháng 2 2025. Đấy, nốp dép đây còn khá là ok. Đèn đóm thì bác chủ xe độ lên đèn bi rất là sáng này. Trời tối các bác yên tâm nhá. Một chiếc xe mang tên tư nhân này, biển Hưng Yên này. Đấy, sơn xi rất đẹp rồi. Đây. Đời 2015 một mẫu xe Nhật lồi đồng cua đá nhá. Dòng xe này thì các bác hoàn toàn yên tâm về độ lành bền. Em nó đáp ứng rất là tốt. Đấy, cực kỳ là lồi đồng cua đá các bác nhé. Vận hành đường trường, đường dài, đường xa rất là yên tâm. Máy Nhật này thì các bác yên tâm về độ lành của xe rồi. Đây, sửa chữa chi phí thì rất là dễ rồi. Phụ tùng dễ tìm. Đây, nội thất màu đen này. Đấy, đầy đủ đồ chơi rồi các bác nhé. Bán đủ thì có được thêm cửa có điều hòa sau đây. Đây, em sẽ mở khóa chốt này. Đây, đây các bác này. Có cửa có thêm cửa nói điều hòa sau này. ABS 4 bánh nha, hai túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện. Nội thất thì ngồi rất là rộng luôn, rất là thoải mái các bác này. Đấy, các bác nào chạy dịch vụ taxi mùa hè nắng nóng này thì không lo nhá. Ngồi đằng sau, hàng ghế ngồi đằng sau thì rất là mát đấy ạ. Một chiếc xe option nếu để cùng đời cùng phân khúc thì chưa có mẫu xe nào có thể option được nhiều hơn chiếc xe này. Đấy. Và giá thành em nói rất là ý rồi, đời 2015 nhá. Mà tài chính bên em đang chào bán với giá 165 triệu đồng. 165 triệu đồng. Bao rút hồ sơ cho các bác nhé. Đấy. Xe thì rất là chất luôn, máy zin, cột kéo zin. Đây. Nội thất đây, có gương kính chỉnh điện xịn các bác nhé. Hai túi khí an toàn. Mẫu xe được mang tên Nissan Sunny, sản xuất 2015 phiên bản số sàn, động cơ máy 1.5. Một mẫu xe sedan hạng B nhé. Cùng phân khúc với lại Toyota Vios các bác nhé. Cùng phân khúc với lại Toyota Vios. Đấy. Đây em sẽ nổ máy cho các bác xem này. Đây. Giá thành thì của em nó thì hợp lý hơn đối thủ lên đến cả gần 100 triệu các bác. Nếu mà để Vios bản đủ 2015 thì chắc chắn là chúng ta phải sở hữu, thì chúng ta phải sở hữu tầm khoảng 24-25. Đấy, rẻ hơn gần 100 triệu. Mà chúng ta vẫn sở hữu được một chiếc xe Nhật bền bỉ như nhau, xăng cộ lợi xăng như nhau. Ở chiếc xe này thì dao động loanh quanh tầm 6 lít các bác nhé, 6 lít quay đầu được chưa. Đấy, rất là kinh tế các bác. Máy còn zin này. Đấy, ra mỗi dàn cò đây nhá. Máy thì cực kỳ êm chất luôn. Nghe thì thầm. Đấy. Với tầm tiền 165 triệu đồng cho chiếc Nissan Sunny 2015 này. Đấy, bác nào quan tâm đến mẫu xe này thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Số điện thoại 0354 152 888 nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.